Rồi thì ok, chào mừng tất cả bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Bõm đây em ơi. Thì hôm nay bọn mình quyết định sẽ làm một cái series khá là hài, đó chính là series giả bot anh em ạ. Tuy là giả bot thôi nhưng mà tóc tai là vẫn phải đẹp. Đấy, như kiểu mình đang cắt cái mô hình cần chéo em ơi. Đó, thấy không? Giống mô hình cần chéo ở mấy boy phố Hà Nội không? Rồi thì đại loại là bọn mình sẽ chấp trước 3 round ở team địch. Và bọn mình sẽ đi bộ giả bot cái kiểu mà cầm súng đi bộ giống mấy cái con bot bị AFK anh em. Rồi thì hy vọng là anh em bấm like cho mình để có động lực ra thật nhiều clip và ý tưởng hay hơn nhá. Và bạn nào có ý tưởng thật là hay thì comment ở bên dưới và mình sẽ thực hiện vào ngày mai hoặc ngày kia nhá. Thì mình sẽ dành ra một ngày quay 3 clip rồi mình sẽ đăng dần. Ok chưa? Ok, bây giờ thì vô thôi. Shop dumomdubai.com, ông nội của uy tín, cụ tổ của an toàn. Nếu em muốn thử vận may với các vòng quay thì hãy vào shop của mình nhá. Ok anh em. Đoàn quân Việt Nam đi 2-3. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang trên đường gầm cảnh xa. Cờ in, thằng kia chạy chậm thôi. Cờ in mau chiến thắng vang hồn nước. Rồi đi đây. Sao mấy bạn bên kia đâu rồi? Để xem danh của mấy bạn nào. Đấy, danh cao phết, 12 chuỗi kìa. Chuỗi 12 luôn kìa. Bắn đây. Rồi, thấy mấy con boss thanh niên sướng ơi, trận này được một sao rồi. Đấy, một sao free bắn đi. Yeah. Khả năng đội này yếu, đội này anh em lật kèo được nhờ. Lật kèo được. Rồi anh em thấy không? Bọn mình giống mấy bạn AFK không? Đó, tí lật kèo luôn, lật kèo từ 0-3 trở thành 4-3 luôn. Đây. Đi vào nhà mà. Rồi, thanh niên kia đang bảo, uầy, một mình bố mới làm highlight cân 4. Rồi. Thằng này tên là Đức này, trùng tên với anh luôn này. À, từ, chúng mày ơi, làm xuống di chuyển. Bộ đội. Đặc cầu Việt Nam. Đặc vụ Việt Nam, mày nói vậy hơi xúc phạm. Ui kìa, bọn này bắn đoạn đít anh em ạ. Quay tư thế này, đưa đầu cho bắn này. Đó, có phải dễ hơn không? Rồi. Lật kèo. Rồi, lụm thôi. Và sau đây là một màn lật kèo đến từ vị trí quân đoàn của Đức Mõm. Thì ở trong trận đấu này có một bạn không ở trong quân đoàn sắp vào quân đoàn mình rồi. Nếu như trận này thắng thì em sẽ được vào quân đoàn của anh. Rồi, bắn đây. Địch đâu hết rồi. À, may quá. Một đầu này, ê. Còn một thằng ở trên nóc kìa. Anh em lên lo hậu sự nó cho thằng kia. Uầy, và đó là vài headshot đến từ vị trí của Lan Chum. Thằng nào dầu bố thí cho anh cái giáp ba đây. Không cho đâu. Ra đây, ra thế, cho cái giáp ba đây, cho giáp ba đây. Em đưa rồi mà. Thì kìa, anh đang mặc. Ok. Lâu không chơi game. Đấy. Em môi cần chéo đẹp đấy nhờ. Rồi, cút ra để anh thể hiện nào. Cút ra để anh thể hiện nào. Em sao? Một đầu này, từ từ để anh hồi máu cái rồi anh xử lý tiếp cho. Anh em cứ yên tâm đi. Em bị bắn lén. À, chết rồi. Nhảy qua sang bên này, thấy một đầu. Rồi. Rồi. Để anh thằng cuối cùng. Thằng cuối cùng để anh. Anh. Mày cân 3 anh cho mẹ hộp mì tôm. Khả năng đội này yếu, đội này anh em lật kèo được nhờ. Lật kèo được.
kill. Còn nữa, bạn nào thích mua hạt giá rẻ thì nhớ là vào trong shop mình ủng hộ mình nhá anh em nhá. Và bạn nào chưa có kim cương ấy thì có thể bấm ở cái góc dưới của cái shop mình, nó có một cái phần nhận kim cương thì các bạn ấn vào đó để nhận kim cương nhá. Còn shop mình ấy thì hiện tại mình vẫn chưa định giá được ạc, nên là hiện tại có mấy cái ạc nó hơi đắt một tí. Cho nên là 1-2 hôm nữa tôi sẽ chỉnh lại cái shop của tôi làm sao để cho nó có cái giá hợp lý nhất để cho anh em mua nhá. Còn bây giờ chắc là mình phải kết thúc clip tại đây thôi. Cảm ơn anh em đã xem clip. Bye bye anh em. À còn ai chưa đăng ký kênh thì nhớ là bấm đăng ký kênh và cộng thêm cái nút chuông thông báo nhá. Ok anh em. Like it's nothing, money flowing, ever sober, smoking till I got concussions, no discussions. Man, I got a condo and got a big crib, down below where my kitchen is. If I ain't on the road getting it, then I'm in the hood where my niggas live.